Chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Thì hai ngày qua Vi rất là bận luôn, phải đi giúp khách hàng tắt nước để chuẩn bị cho cái mùa đông ngày thứ năm này. Hiện tại Vi đang ở nhà khách của Vi. Khách của Vi là mua nhà với bên Vi và không có ở đây. Hiện tại thì chị không có ở nhà thì Vi giúp chị đóng nước lại, rồi bọc cái vòi lại, rồi tắt hệ thống tưới cỏ, xả hết nước trong nhà. Đó, thì Vi sẽ làm mấy căn nhà của khách Vi luôn. Tại vì đây, đó, có bọc lại nè. Tại vì khách của Vi mua nhà nhưng mà chưa có dọn qua ở, thì trong khi là không có ở đây á, Vi giúp cho khách của mình làm những cái việc này. Thì như Vi có chia sẻ đó, là mình phải đóng cái hệ thống nước. Đó, mình phải đóng lại. Để ngang như vậy là đóng. Đóng xong rồi cho cái máy tưới cỏ đó chạy hết luôn. Để xả hết những nước ở trong cái ống còn lại. Xong rồi ở trong nhà thì Vi sẽ ở trong nhà thì Vi xả hết nước ra tất cả các ống luôn. Đây là nhà của khách Vi nè, mua nhưng mà chưa vào ở nha. Đó, thì ở trong nhà mấy cái phòng ngủ, mấy cái phòng mà tắm á, là mình để như vậy cho nó chạy nè. Đó, mở như vậy cho nó chạy luôn. Xong rồi mình mở cái tủ ra để cho nó có cái hơi ấm. Đó, để cho ống nước không có bị vấn đề gì. Và nhiệt độ trong nhà đó thì để 80. Thì nó đang chạy lên nè. Đó. Rồi hiện tại là tất cả những cái vòi nước trong nhà là Vi đều mở lên hết. Tại vì mình đã tắt cái đường ống nước chính rồi. Thì Vi cũng không quên kiếm tìm những căn nhà good deal chia sẻ tới tất cả các anh chị em. Thì hôm nay Vi muốn giới thiệu hai căn nhà của hãng Highland Home tại thành phố Sentara. Và ở đây là thuế 3.5 chưa xin giảm và tiền hát quay lợi cỡ tầm 1.000 một năm. Thì bây giờ mình hãy xem trước khi trời tối nha. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ cái video của em. Đây, ở phía trước thì cũng có hàng xóm dọn vào rồi. Và cái căn nhà Vi muốn giới thiệu tới tất cả các anh chị là nằm ngay đây. Đó. Căn nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và có diện tích là gần 1.600 square feet. Và cái giá hiện tại của cái căn nhà này á là 350.000. Thì bây giờ mình hãy vào bên trong mình xem nha. Ở phía trước thì họ có cẩn gạch rất là sang. Rồi đây. Cửa nhà thì 8 feet rất là cao ráo luôn ha. Đó, có cái doorbell với lại cái smart lock cho căn nhà luôn. Rồi mở cửa ra đó, cái sàn nhà này là bằng vinyl. Rất là sáng luôn. Đó. Mở cửa ra thì mình thấy được cái phòng khách, rồi cái chỗ bàn ăn kia, rồi nhà bếp. Đó. Rồi phía bên phải của Vi á, ở đây là có cái closet nè. Xong rồi ngay đây là cái gara. Đó, hệ thống máy nước nóng là loại nhỏ nha. Cái gara open và hệ thống tưới cỏ luôn, sẵn sàng. Rồi ngay đây á là cái chỗ giặt sấy, có luôn máy sấy bằng ga ở đây. Đó. Trời chuẩn bị sắp tối rồi. Vi tranh thủ Vi chia sẻ với anh chị em. Đây là cái tủ bỏ đồ. Đây là cái phòng khách nè. Đó, trần nhà rất là cao luôn. Rất là cao thoáng ha. Đó, mình để cái bộ ghế ở đây. Xong rồi bên kia là cái bàn ăn. Chỗ này nè, mình để cái bàn ăn. Rồi có để thêm được mấy cái ghế. Đó, rồi phía bên đây á là có hai phòng ngủ khác. Đây là một phòng nè. Đó. Họ để giá 350 vậy thôi, nhưng mà nếu mà anh chị em nào muốn mua đó, mình có thể trả giá. Hãng Highland Home thì xây nhà rất là chất lượng luôn. Đó. Đó là nhà tắm. Rồi đây là một phòng ngủ khác nè. Đó. Là hai phòng ngủ rồi ha.
Xong rồi, ngay đây là cái nhà bếp. Ở đây Hà có thêm tủ nữa nè, để mình bỏ thêm đồ. Rồi có đèn ở trên. Rồi có cái chỗ ngồi bên đây nữa. Đó. Rồi tủ lạnh bên kia, built-in appliances luôn. 350.000 mà built-in appliances luôn, rất là sang ha. Đó, microwave với oven. Rồi chỗ này là 5 là nè. Cái là này là 5 là built-in luôn. Rồi cái tủ kéo ra nữa, mình có thể bỏ nồi á, rất là sang ha. Đó, có cái máy hút ở đây. Wow, trần nhà Vi thấy rất là cao luôn, thoáng nữa. Đây là cái walk-in pantry. Đó. Rất là dễ thương. Đây là cái cửa đi ra phía sau nè. Rồi đây là phòng master. Wow, phòng master này có cái bay window ở đây luôn. Đó. Và trần nhà rất là cao, thoáng nữa. Cũng 11 feet. Đó, tại vì cái cửa là 8 feet rồi. Đó. Đây là cái phòng master ha. Wow, 350.000 mà có cái thấp nhìn sang quá vậy. Đây, cái thấp nằm riêng luôn nè. Rồi cái tấm đứng. Đó, tấm đứng ở dưới là hà lót gạch luôn nha. Rồi hai cái sinh ở đây. Xong rồi, đây là sàn nhà nè. Rồi ở đây là cái toilet. Xong chỗ này là cái walk-in closet. Wow, rất là rộng rãi ha. Đó. Bây giờ mình đi xem cái sân sau. Xong rồi Vi sẽ chạy qua một căn nhà trệt nữa. Vi giới thiệu cho anh chị em xem luôn. Patio thì nhà nhỏ xinh xinh thôi à, không có lớn nha. Nhưng mà mình có thể xây thêm ra. Và cái sân vườn thì gọn thôi, nhà bốn mặt gạch. Đó. Xung quanh thì cũng có nhà vào ở rồi. Tại vì có nhiều anh chị nghĩ là khu mới và nó hoang vắng không có ai ở. Nhưng mà có rất là nhiều người họ mua ở dọn vào. Đó. Đây là một căn nhà trệt khác mà Vi muốn giới thiệu tới tất cả anh chị em. Thì căn nhà trệt này là kế bên căn nhà lầu ha. Đó, phía bên kia là đường đi kìa. Đấy. Căn nhà lầu này thì cũng available luôn. Và căn nhà trệt thì giống như căn hồi nãy, nhưng mà kiểu khác thôi. Thì bây giờ mình xem bên trong thử cái màu sắc nó như thế nào nha. Căn này thì cũng là gần 1.600 square feet. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đây, mình vào mình xem. Ok. Thì ở phía trước á, đó, có cái entry đi vào. Hồi nãy á, mình đi đường tối nên mình không thấy ha. Đó. Rồi cái sàn nhà thì Vi thấy màu giống nhau nè. Chỉ có nhà bếp thì thấy khác màu một xíu. Ở hai căn này thì thấy đó, đây là cái phòng giặt. Rồi bên đây thì cũng là cái gara. Entry door open. Đó. Để xem cái nhà bếp nha. Phòng khách thì giống nhau, hai căn thì mẫu giống nhau y xì luôn. Đó. Căn này thì rẻ hơn được 5.000. Không biết tại sao ha. Đây là cái nhà bếp nè. Màu bên đây thì khác hơn. Đó, cũng có cái tủ khúc này. Rồi chỗ này thì mình bỏ được cái bàn ăn. Rồi bên đây là cái phòng khách. Đó. Rồi
Ở đây thì một sen cũng built-in appliances luôn. Đó, đứng đây rửa chén nè. Thấy được bà ăn bên đây rồi phòng khách bên kia. Hai căn Vi giới thiệu là cùng một mẫu luôn đó. Đó, bây giờ mình đi xem cái cái master thì khác đó. Master kia thì họ làm cái bay window nên khúc này nó rộng hơn nè, nên cái căn kia mắc hơn 5.000. Đó, cái phòng ngủ mà cái cửa sổ rộng ra thì thấy cái căn phòng nó rộng hơn ha. Rồi đây là nhà tắm. Nhà tắm thì họ chọn cái màu này, cũng một tub. Rồi cái chỗ tắm đứng bên kia đó. Đây là toilet. Xong rồi walk-in closet. Rồi bây giờ mình đi xem cái sân sau nha. Thì Vi thấy là cái màu nhà bếp á, là khác với lại cái phòng master á, là nó khác cái khúc này. Với lại có thử cái sân như thế nào. Sân này đó thì cũng nhỏ giống như cái sân kia vậy đó. Cái căn mà hồi nãy mình xem á là nó nằm ở đây nè. Rồi cái căn mà Vi đang giới thiệu là nằm ở đây. Hai căn là cùng một kiểu nhưng mà hơi khác một chút. Và cái căn đó là nằm hướng bên đó. Còn căn này hướng này thì không biết là hướng gì, nhưng mà hai căn là giống nhau. Đất bên căn này thì Vi thấy nhỏ hơn so với căn kia. Căn kia đất bự hơn xíu. Quên cho em một cái like và chia sẻ cái video của em nha. Thì sau khi giới thiệu hai căn nhà, không biết anh chị thích căn nào hơn. Thì nếu mà anh chị muốn mua để ở hay đầu tư, em thấy đều rất là được. Mình có thể trả giá thêm được nữa. Và hiện tại cái giá là cỡ một căn là 345, một căn là 350. Hai căn giống nhau, chỉ khác cái option bên trong thôi. Mình có thể trả giá thêm được nữa. Anh chị muốn mua để ở hay đầu tư thì hãy cứ gọi cho em, và em có thể giúp anh chị mua những khu vực khác của xung quanh Houston mình và những thành phố lân cận. Hãy gọi cho em, số điện thoại của em là 832-367-1041. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.